Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái câu chuyện tâm linh, tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị mình về những cái căn nhà quan có vong linh trú ngụ, những cái khu nghĩa địa, những cái cánh rừng có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh trú ẩn, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị mình một cái video nữa. Thì cái video ngày hôm nay Lê Trung quay trở lại ngay chỗ cái miễu ông Tà, để mà nhờ cái thần lực của ông Tà để có thể độ hóa được một cái vong quỷ. Thì cái vong quỷ này trước đây Lê Trung đã thu phục nó ở trong cái căn nhà, mà căn nhà đó hiện tại người dương vẫn còn đang sinh sống. Vì có một cái con quỷ tóc đỏ đệ tử của Thiên Ma cả nhà, nó đang ở trong đó. Và sau nhiều lần mà Lê Trung đến thì lần nào đến thì con quỷ tóc đỏ đó nó cũng có dẫn về một hai con quỷ để cùng nó ở trong đó. Tuy rằng là nó ở trong đó nó không có gây hại gì, không có phá tán gì cái người dương, nhưng mà do nhiều khi nó xuất hiện ra bất thình lình và nó gây ra những cái tiếng động khiến cho người dương, cái người chủ gia đó không ở được, đã nhờ Lê Trung đến để tìm cách thu phục nó. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì Lê Trung cũng chưa có thu phục được nó cả nhà. Chỉ thu phục được là những cái con quỷ bạn của nó thôi. Và một lần gần đây nhất thì Lê Trung đã đến đó và cũng đã nhờ cái sư huynh của nó để mà khuyên răng nó, giúp cho nó về núi về non để tu hành học đạo. Nhưng mà nó lại ngang bướng và nó đánh ngược lại cả sư huynh của mình. Thì Lê Trung tạm thời đã ngưng quay trở lại căn nhà đó. Hiện tại thì Lê Trung cũng đang trong cái giai đoạn là giúp các cái vong mà Lê Trung đã nhốt. Tại vì Lê Trung đã nhốt khá là nhiều, cho nên là bắt buộc là Lê Trung phải giúp cho các vong mà đã bị Lê Trung nhốt, để cho họ đi về núi về non để tu hành học đạo trước. Rồi chắc tầm khoảng 1-2 ngày nữa thì Lê Trung quay trở lại cái căn nhà đó để tìm cách thu phục cho bằng được con quỷ tóc đỏ đệ tử Thiên Ma, để trả lại cái không gian sống, cái không gian tốt đẹp, không gian sạch sẽ hơn cho cái chủ gia, để cho họ sống cho nó thanh tâm an lạc, không còn lo nghĩ đến cái việc con quỷ nó vào nhà. Vậy rồi thì trước khi Lê Trung thả cái con quỷ mặt xanh này ra thì cả nhà cho Lê Trung xin vài phút để Lê Trung thắp hương cho miếu ông Tà, cũng như là xin ông để nhờ được cái thần lực của ông có thể là độ hóa được tốt hơn cho cái vong linh, cái vong quỷ mà Lê Trung đã thu giữ hồn phách nó vào trong bình hồ lô nha cả nhà. Chỗ đốt nó đốt nhang không cháy.
mưa hôm một gió mạnh vậy. Thì như cả nhà biết thì cái con quỷ mặt xanh này thì cũng đi chung thu nó hồn phách nó cũng một lần trong một lần mà đi chung quay trở lại cái căn nhà đó đó cả nhà. Thì con quỷ tóc đỏ nó rủ con quỷ mặt xanh này về chủ yếu là để tìm cách mà đối phó với đi chung. Con quỷ tóc đỏ thì nói chung nó rất là ma mảnh luôn cả nhà. Khi mà các con quỷ bạn nó bị đi chung bắt thì nó đều chạy thoát trước tiên. Kiểu như là nó gian manh hơn những cái con quỷ đó. Nó mới thấy nghe mùi tanh tanh kiểu như dạng là hơi bất lợi một cái là nó đã chạy mất tiêu. Toàn nhiên là Lê Trung bắt được những cái đứa bạn của nó thôi. Rồi bây giờ thì Lê Trung sẽ làm cái nghi thức rồi Lê Trung sẽ thả cái vong quỷ mặt xanh này ra nha cả nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng có cái ý nguyện là muốn được giúp đỡ, muốn được độ cho các cái vong quỷ mà con đang thu được hồn phách, để giúp cho họ được quay trở về với chánh pháp, giúp cho họ được tu hành, tu lành, tu hiền, để không còn phải vất vưởng lang thang đói khát lạnh lẽo trên cái cõi ta bà này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mình chưa chế nước. Rồi bây giờ thì bắt đầu là chúng sẽ thả cái con quỷ mặt xanh ra nha. Rồi sao rồi hôm nay bị nhốt ở trong cái bình hồ lô rồi cảm thấy như thế nào? Có được khỏe khoắn không? Không đỡ đỡ. Nó đỡ hả? Rồi hồi trước khi mà bị tôi bắt đó là ông ở đâu? Ở tuốt bên kia kìa. Rồi ông với con quỷ tóc đỏ đó là quen biết kiểu sao mà nó rủ ông về đó được hay vậy? Nó đi qua cái chỗ của tụi chơi, cái nó rủ tụi về đây, nó nói là về đây là có đồ ăn ngon lắm. Rồi nó về đây cho nó mua hai vũ ngọt cho tôi ăn uống rồi này kia. Cho nó nói vậy, ở đây đi, ở đây với nó đi, về có gì thì bún lỏng bún lạo rồi thì đi chung khe với nó. Tôi tính đi về bển, tôi nghe lời đó, nó quấn tôi. Xạo ghê lắm, miệng lưỡi nữa. Vậy là cái con quỷ tóc đỏ đó nó rủ rê ông về bên đây. Đúng vậy. Rồi rồi nó ông có biết nó là như thế nào không mà ông đi theo nó về đây để mà phá tán người dương ta ở đây? Không có hỏi nó, thì nó nói là nó đệ tử Vân Ma. Tại nghe nó đông cái ông nó ghê lắm gì á. Tôi nó tính đi về bản đó chứ mà nó không cho tôi về, nó quấn đập tôi nè, nó bắt tôi phải nghe lời theo lời nó ở lại gì chung với nó để phá tán người ta vậy đó. Rồi ông về đó được mấy ngày rồi mới bị tôi bắt? Về mới được có 2 ngày. Mới về 2 ngày là bị tôi bắt luôn. Rồi ông luyện cái môn đạo gì mà có cái khuôn mặt gì mà nó dị hợm chứ?
tự luyện một hai chiêu vật vảnh mà. Rồi cái con quỷ tóc đỏ nó có truyền pháp thuật gì cho ông không? Trời ơi, nó khôn dễ gì mà nó truyền. Nó cao già lắm hả? Trời ơi, nó vô địch mà đó. Rồi như ông hồi đó là ông tự luyện như vậy rồi ông luyện ở đâu? Tôi luyện trong cái nhà quan. Cái nhà quan đó là ông trú ẩn lâu lắm hả gì mà ông ở trong đó ông luyện được? Đúng vậy. Rồi bây giờ trong cái căn nhà quan nó còn con quỷ nọ đó không? Lúc tôi ở thì không có ai ở đâu, có mình tôi ở à. Nhưng mà tại khi mà tôi bị bắt về giờ tôi cũng không biết có cái con quỷ nào lại không thì tôi cũng không biết luôn. Thì ông đã từng thấy sư phụ của nó chưa? Tức là thiệt ma. Chưa, nó kể không à, tôi nghe kể thôi. Ông chỉ nghe kể là nghe nó kể lại là nó có sư phụ là thiên ma vậy thôi. Đúng vậy. Rồi ông có biết được cái điểm yếu nó là gì không? Không, tôi không biết. Quỷ nó cáo già, nó nói lại ngon tiếng ngọt, dụ luôn đồ này kia không. Không tìm được điểm yếu của nó. Vậy là ông cũng chưa biết điểm yếu của nó là gì luôn. Đúng vậy. Rồi hôm nay tôi cho ông nghe kinh, nghe kệ vậy rồi cho nghe chú rồi này kia đó. Thì ông đã giác ngộ được ra được miếng nào, được mớ nào về Phật học chưa? Có chứ. Nghe kinh kệ tôi nó sẵn khoái gì đâu, nó nhẹ lòng nữa. Không thẳng nữa. Rồi bây giờ có muốn ăn chút gì không? Muốn chứ. Rồi bây giờ tôi lui ra một xíu tôi cho ăn đi, rồi cho no lòng đi, rồi tí xíu nữa tôi vào tôi nói chuyện với ông tiếp nha. Được. Cái gì cũng dưới ta.
cũng ngon và có cây cũng ngon, nói chung món nào cũng ngon. Rồi sao rồi, ông đã dùng những cái phần lễ mà ngày hôm nay tôi mang tới đây để cúng kiến cho ông chưa? Đã cho tôi ăn rồi con ơi. Rồi sao, thấy no không? Thấy đủ chưa? Đã ăn no rồi. Rồi bây giờ thì ông cho tôi hỏi thêm một số vấn đề nữa nha. Cô hỏi được chứ. Tên của ông là tên gì? Tên Phương. Phương hả? Đúng rồi. Rồi lúc ông mất là bao nhiêu tuổi? Mất 46 tuổi. 46 tuổi. Rồi ông luyện tà đạo cho nên là cái khuôn mặt của ông nó mới bị như vậy đúng không? Đúng rồi. Rồi ông mất cách đây bao nhiêu lâu rồi? Là 35 năm rồi. Tức là 35 năm nữa là ông 79 tuổi, 81 tuổi hả? Đúng rồi. Hiện giờ tính giờ là ông mất kiểu như là ông đã 81 tuổi rồi.
Rồi trong cái giai đoạn mà ông đi tu, ông đã tu luyện như vậy đó thì ông tự luyện thôi chứ đâu có ai chỉ dạy cũng như là đâu có thầy tổ phải không? Tôi tự luyện. Bây giờ tôi cũng nói với ông như thế này nè. Bây giờ khi mà ông tự luyện thì ông không có biết cái đường hướng và ông không có luyện được, ông không có tu tập được theo nó cái đúng cái hướng thiện. Ông chỉ đi theo cái con đường ma đạo thì sớm muộn gì ông cũng phải đọa vô ngã quỷ. Đó. Không có được siêu sinh, không có được siêu thoát, không có được chuyển kiếp luân hồi. Bây giờ là ông có muốn được ai đó giúp cho ông đừng về núi về non để tu hành học đạo cho nó đúng đường đó, để mà sớm giải thoát, để mà có thể là sớm chuyển kiếp luân hồi, ông thấy như thế nào? Thấy cô nói cũng đúng. Hôm nay tôi bị nhốt trong đó, tôi nghe kinh viết thì tôi cũng nghe ghiền, chắc tôi phải buông bỏ, không có luyện ba cái tà thuật này nữa rồi. Vậy còn về cái vấn đề cái khuôn mặt của ông á, là do ông luyện cái tà đạo cho nên nó mới biến dị như vậy. Thì cái khuôn mặt này thì sau khi mà ông buông bỏ hết tất cả những cái tà đạo mà ông đang luyện thì ông quay trở về với hướng thiện, ông tu luyện Phật Pháp, ông tu cái chánh đạo một thời gian thì tự khắc là cái khuôn mặt của ông nó sẽ quay trở lại như lúc ban đầu. Còn cái khuôn mặt này hiện tại bây giờ là tôi sẽ để lại cho ông, cho ông nhìn theo cái cho ông càng ngày khi mà ông đang tu tập, ông nhìn thấy cái khuôn mặt mình nó càng ngày nó càng thay đổi về cái hướng thiện thì ông sẽ có cái động lực nhiều để mà ông cố gắng ông tu học. Ông hiểu tôi nói không? Tôi hiểu rồi. Còn về cái vấn đề mà cái vấn đề nữa là cái vấn đề về cái con quỷ tóc đỏ đó hiện bây giờ á, tại vì tôi thấy nó hiện bây giờ nó có cái năng lực là nó có thể kêu gọi rất là nhiều những cái vong quỷ khác để mà trợ giúp cho nó, thì theo như ông nghĩ là con quỷ này nó có cái nó kiểu như là nó có cái bản năng như thế nào mà nó có thể làm được như vậy, ông có biết không? Nó hay lắm, cái miệng nó ngon đủ ngọt á. Tôi cũng nằm trong trường hợp đó nè, ví dụ tôi nè. Là nó chỉ dụ ông bằng lời nói và nó khi mà dù là nói không được thì nó có dùng vũ lực hay là pháp thuật gì đàn áp ông không? Có chứ. Rồi nó quấn tôi lên bà xuống ruộng luôn. Tức là nó vừa dùng cái lời nói của nó mà nó vừa dùng cái vũ lực để mà nó ép buộc luôn. Tôi không nghe lời nó quấn tôi. Có lẽ nó có cái thật cái nó muốn làm gì nó làm. Tôi luyện cỡ này đây mà không bằng pháp lực của nó nữa, pháp lực nó cao lắm. Tại vì thầy của nó là thiên ma mà, cho nên là nó được thầy nó chỉ dạy thì bắt buộc là nó phải pháp lực cao hơn ông rồi. Thì thôi bây giờ á, ông tu tà đạo thì ông cũng không có lợi ai, cũng bị ăn hiếp thôi. Bây giờ nghe lời tôi, đi về núi để mà tu theo cái chánh pháp đi, để mà sớm giải thoát cũng như là sớm được chuyển kiếp luân hồi cho nó khỏe, thanh tâm an lạc để mà mình làm một con người mới. Rồi bây giờ thì ông ngồi xếp bằng xuống đi, rồi ông niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi tôi sẽ giúp cho ông đi về núi để mà ông tu. Rồi về đó thì cũng cố gắng mà tu học nghe không, chứ đừng có về đó mà đi tập rập theo người này người kia để mà trốn khỏi chỗ đó thì là cũng không ổn lắm nghe. Tôi biết rồi, từ giờ tới đi tôi sẽ tu theo con đường chánh đạo.
Dạ rồi, thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, thì như cả nhà mình đã xem được video từ đầu đến hiện tại bây giờ, thì cả nhà mình cũng thấy rất là rõ là cái vong quỷ mặt xanh này thì cũng do là một sự ép buộc của con quỷ tóc đỏ đệ tử Thiên Ma, cho nên đã mới nghe lời nó và theo nó về cái căn nhà của chủ gia để mà quấy phá cái chủ gia đó, nó cũng như là về đó để mà tìm cách để tấn công lên chung đó cả nhà. Thì tất cả mọi việc như con quỷ tóc xanh, quỷ mặt xanh này nó đã nói thì là tất cả mọi việc đều là do con quỷ tóc đỏ đó ép buộc. Thì nếu mà con quỷ tóc xanh này nó không nghe lời, không chịu nghe lời nó để mà đến đây để mà hỗ trợ cho nó để đối phó với Lê Trung, thì nó sẽ đánh đập cái con quỷ tóc xanh này, quỷ mặt xanh này. Nó cũng như là nó dùng lời ngon tiếng ngọt, rồi dùng ngay cả dùng cái vũ lực để mà ép buộc luôn. Nó đã làm cho quỷ tóc xanh này phải sợ và phải nghe lời nó để mà đi về đây. Thì sau một hồi khuyên răn, giải thích, phân tích cho quỷ tóc xanh này nó hiểu rõ là cái con đường tu tập của nó đang đi sai đường, và Lê Trung có thể giúp cho nó để cho nó về núi về non để tu hành học đạo, để sớm được chuyển kiếp luân hồi, sớm được giải thoát, thì nó cũng đã đồng ý và nó nhờ Lê Trung giúp cho nó để cho nó đi tu. Đó, thì cuối cùng thì Lê Trung cũng đã giúp cho nó đi tu, và Lê Trung cũng đã hỏi thăm rất là nhiều về cái điểm yếu của con quỷ tóc đỏ, nhưng mà thật sự ra là hầu như là không có con quỷ nào mà biết được cái điểm yếu của con quỷ tóc đỏ này. Đó, cho nên là hiện giờ thì Lê Trung cũng chưa có tìm ra được cái cách để mà quay trở lại để mà bắt con quỷ tóc đỏ. Đó, thì chắc có thể là tầm vài ngày nữa thì Lê Trung mới quay trở lại đó nha cả nhà. Tại vì cũng đến đó nhiều lần rồi mà cũng chỉ bắt được những cái quỷ lẻ tẻ thôi. Nó lâu về đó thì khi mà lại đó muốn bắt nó thì toàn là nó đem những cái vong quỷ kia ra để mà làm cái bia đỡ đạn cho nó thôi. Thậm chí ngay cả sư huynh của nó thì Lê Dung cũng đã nhờ đến để khuyên răn nó, nhưng mà ngược trở lại nó đã đánh đập ngay cả sư huynh luôn. Nó để Lê Dung sẽ tính toán cho thật kỹ và tìm cho thật kỹ một cái cách nào đó cho vẹn toàn, nó để không ảnh hưởng tới chủ gia, cũng như là lần sau Lê Dung đến sẽ tìm một cái cách gì đó để bắt nó luôn, không có để cho nó là phải không có để cho nó trốn được nữa. Đấy. Rồi thì cái video ngày hôm nay Lê Trung đến đây để mà thả quỷ mặt xanh ra để độ hóa cho nó, thì cuối cùng thì Lê Trung đã thực hiện xong cái nha. Thì chắc có lẽ là Lê Trung sẽ khép video lại tại đây. Và một lần nữa thì Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an, cũng như là có một cái ngày mới thật là vui vẻ và nhiều năng lượng nha cả nhà. Lê Trung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.